Xin chào các bạn nhé. Bữa nay anh em mình rủ nhau ra dãy đi làm. Thì cũng mời các bạn cùng anh em mình ra dãy xem mà ngoài dãy thì có cái gì vui không nhé các bạn nhé. Trôn cái ấy à? To quá. Con này tốn dây co buộc bép lắm. Cây to này nó tốn dây co buộc bép lắm. Ừ. Hết mùa mưa, hết mùa khô rồi bắt đầu cắt. Xong lại nuôi một chồi thôi. Trong này thì nó cứng. Này nó ra dễ rồi thì nó cứng lắm. Thì cái này nó thục được bao nhiêu thì cứ thục. Sâu cũng được mà có sao đâu. Đấy, hát queen trổ tài hả? Mẹ bác này nặng lắm. Đỡ không? Cần tôi đỡ không? Đây. Được chưa? Chôn để chôn cọc thì bục bếp các bạn ạ. Anh em ở gần dãy nhau đi tưới rủ nhau đi cho nó vui. Đây là vườn cà nhà cô em. Đây là vườn nhà mình. Bên này là vườn vải. Trên đây là vườn cà nhà mình nhà các bạn này. Thì ở đây thì lại gặp ông bác. Ông bác đang đi câu các bạn ạ. Ông ấy đi câu cá ngoài đây. Giờ mình sẽ đi sang xem mà ông bác câu được cá không nhé. Qua con mương này là diện tích đất nhà khác rồi. Họ trồng đào cái hang để ấy đây. Trời. Này con rắn chết. Ui thi. Rắn này. Có cắn phát nào không cơ? Cũng được cái thế. Đây bác câu được đám cá này các bạn này. Châu Phi. Đây, cá châu Phi này các bạn. Châu Phi này là châu Phi cỏ. Ô sao bác không bỏ xuống cho nó sống? Thì về cũng phải để cho nó sống như ấy chứ. Không này mà bỏ mồi vào một chỗ xong rồi là mình nhử là nó tới nhiều hơn chứ nhỉ? Thưa cá rồi. Thì ao nuôi mà để không có người thì đâu. Nó bắt cá trộm. Khoảng 20 con cắn. Cái rau ngồi góc bên kia nhìn nó thoáng hơn chứ, mà nó mát cá nó về nhiều hơn. Vướng cái cần ấy. Cần thì dài quá. Nó vướng cái điện này. Cái chỗ đấy câu cần ngắn ngắn ấy, lý tưởng ấy nhỉ. Nó cao, đứng dễ hơn. Hôm nay tưới rồi. Vâng, hôm nay cho tưới. Đây cũng là vườn vải ấy. Vải hết. Vải này vải nhà ông chú bên 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 cạnh nhà các bạn. Đất này trước có tao bán được đây. À. Hồi đây là đây của bác là bằng mấy sào? Không tính nhau. Thấy đàn bảo đất ao này đâu có cho bìa đâu mà. Để ý xem là nó có ấy không vũ ạ? Để ý xem là nó có sợ nó ngược dây ấy. Xem nó có ngược dây không? Không ngược ngược dây là phải đấu lại đầu dây ngay ấy. Nó mà ngược đầu dây điện là nó điện nó không lên là phải tắt ngay. Ừ. Không là nó ngược là nó mình không tắt là nó cháy bơm ấy. Không hiểu được. Đúng rồi bác. Thấy đầu gì? Đầu 10 là vừa. Anh đang tới đầu 9. Không ấy đâu, giờ chặn lại đây em này. Đây, chúng ta chặn chỗ này lại đi, nước nó không thiếu mà nó kiểu là cái bơm này hút mạnh xong rồi nó vẫn chảy đi mà. Nó nước vẫn chảy đi, chẳng qua là nó kiểu nó lông ấy. Rồi mình đắp lại. Rồi đắp lại. Đi kiếm. Đấy, cái que tắm lại xong rồi cho. Đầu 10 là vừa, anh cũng tưới đầu 9 mà. Đầu 12 thì
Nước thì đã đầy đây nhưng mà kiểu nó lông ấy. Nông quá thì nó không ấy được. Đây vẫn xoáy này do nó lông ấy. Thì nước thì chảy đi mà. Đồng hai to quá. Đây là tế bếp này các bạn này. Đây là đặt chồng nhé. Giật được con các bạn. Ngồi trên xe lại được con Du Phi. Đó. Du Phi ở đây là cái đội Du Phi ré. Du Phi cỏ. Mềm lắm. Loại này mà chiên ăn ngon nhỉ. Mềm nhỉ. Béo và mềm. Đó. Cũng bài chứ. Rượu một mình à. Buồn. Đó, được con cá Du Phi tiếp rồi các bạn này. Loại bản nên là mầm chứ đùa được. Thật nốc gì các bạn. Du Phi nhỏ này thì nó lại mè đó. Đúng không? Mè. Mè nó vào nó ngấp cám đấy. Cám này này. Ừ, cái này mồi này bắt cho một đông à? Không. Hay là tay cho có mồi. Nó có mùi chua của... Ôi giời, này thì nhiều lắm. Này thì cá có lên nằm ẩn bác hiểu ạ. Cho bác một lúc thì bác... Đúng rồi. Cái này nó... Cái cám này nó có cám cá chép này. Nó siêu tốc. Thơm. Rồi là... B1 này. À, sao nói gì? Là... cái gì cái cám gì mà nó cũng dùng cho đấy nhưng mà mùi chua thơm, chua thơm chua thơm chua. Luôn thơm mùi mật luôn thơm lắm cám này thơm chim. Cám này nhạy rồi lại mít cái ấy rồi ủ nó xay ra ngâm lâu rồi. Quá bài bản này cá lên băng nhìn thấy không đây sát cá có khác đúng không okay. Chứ có ta xuống nó có cá lên mà bác thì ứ bảo là nó rỉa hết mồi. Đúng đã thấy không? Cứ thả xuống nó có cá lên. Này mà. Chắc câu một mồi thôi, một mồi cho đỡ tốn mồi. Một mồi cũng có cá nhá bác. Nhưng mà không. Cá nhiều câu mồi nó hay phá. Đó, ăn luôn này. Úi giời, phao chìm luôn. Rồi đùn phao này. Đấy. Đùn phao là mày chết như anh ngay. Thì đây cá này cá ré mà, cá nhỏ. Nghe lại cái châu phi đồng ấy, chứ không phải là châu phi ấy. Châu phi đơn tính thì nó to. Nhưng mà như này là ngon rồi, chiên là ngon lắm rồi. Chiên giòn là cái bằng này thôi. Cá này rất mềm, hàm, béo. Chẳng cho ăn gì được, cá rất béo. Con mèo hoa đấy là phải bằng xốp nó mới bắt được nó. Nhấp nhấp rồi đấy. Đây có con chép to. Trong chép à? Úi rồi kìa, nổi đi kìa. Mấy đuôi. Chắc là hết mồi rồi. Ơi. Câu. Cái câu một cá rô phi đây nó ầm luôn này. Thế ai tới vậy đó? Thằng em. Hai thằng tưới hai bơm. Hai anh em đi tưới cho vui. Đó bác thấy không? Thả xuống ăn liền. Mày hả bưởi? Ôi chà, quá đã. Quá sướng. Cần nó cuốn. Ui, cần này mềm, cần này câu được này, cần này câu sướng này. Cần này câu rô phi cho thấy.
theo bác cái cần như thế này cứ chê cái này là úi giời, thì lúc giờ anh giật cả mấy con rồi. Hả? Lúc giờ anh giật được mấy con rồi thế? Lúc phí đây này, túi của bác hẹp này, nhìn túi của bác hẹp kìa. Đó. Anh giật lên liên tục mà. Đây này, thả xuống cái giật này. Đấy, 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 ui, ui, quá đã. Châu Phi nhưng mà châu Phi đỡ, phi nhỏ, giống châu Phi nhỏ chứ không phải dòng châu Phi đơn tính. Nó ăn có từng lúc nhá, nhiều khi ngồi mãi không ăn. Bác cứ ngồi từ lúc thì không được, mình xuống đây mình thả quát, ủ, ăn ầm ầm luôn. Kiểu nó vừa mới về ấy. Ừ. Nó về, đàn nó về. Ấy chưa, nhìn chưa, vũ chưa, ấy chưa, cá lên bờ, cá lên nó nhanh lắm các bạn ạ. Quá đã các bạn, giật phê, không được châu Phi luôn á. Không được một con nào. Có ai đi? Có thằng đàn với vợ nó. Ồ, đi câu cá mà dẫn. Rồi thằng nam, rồi tao, bốn người. Đi câu cá mà dẫn phụ nữ đi thì thảo nào cá không ăn, đúng rồi. Nó phải thấy con cá thì cái thì nhiều. Cái thì nhiều mà giờ cứ thấy con cái nữa thì làm sao mà nó chịu vào. Đây mà thấy cháu ngồi giật tí thì nổ hơn bom. Giờ thì ông bác câu cũng đã về, mình tranh thủ mượn cái cần của bác ấy câu vài con. Nên hàng rồi các bạn ơi. Được một chú rồi các bạn ơi. Treo luôn ở đấy đi bố. Đấy hai cái que cắm hay treo luôn ở đấy đi. Treo luôn ở dưới nước ấy. Để túi thủng rồi mình cứ treo cái cành bơ kìa. Để cho nó không ra được á, nó cũng đâu có ấy được đâu. Đấy, chiều mà, để cho nó sống. Hai cành. Nên hàng các bạn nhé. Chiều nay anh em mình sẽ làm món cá lướng. Cá ăn luôn các bạn ạ. Cá này ở đây cá trắng. Ôi, xong rồi. Chơi một rưỡi thôi. Hai cái thì cho nó há miệng ra thì tệ anh bỏ vào nó dễ. Hôm nay hai anh em đi tưới thì sẽ ở lại đây các bạn. Chiều nay anh em mình sẽ đốt lửa mình lướng luôn, lướng ăn ở đây luôn, tối ở lại đây. Mồi này nó không có dính, bỏ xuống cá con thì nó rỉa cái này hết mồi, chứ nó ăn rất là nhanh. Chắc chừng cái mồi thì nó không dính ấy. Úi xa, đây là hàng các bạn ơi. Đây các bạn này, cái này cá chép rừng nhá. Cá chép rừng thì nó không được, nó to hơn đây một xíu nữa là nó già rồi, nó không lớn được nữa. Đây, lên hàng mà có chiều có cá ăn ngay gì đâu. Mồi là mồi ở đây chứ ở đâu, đúng không? Đi đâu cũng có thể kiếm được mồi ăn à. Chấm, hai con chấm mới nữa con chép. Chỉ cho cái gì ấy? Hai con chép đỏ, hai con chấm đen xì. Thế ông kia bảo ở đây vẫn nhìn thấy ba. Hai con ba vẫn còn nhìn thấy nó nổi lên đây. Được thằng cu em trổ tài các bạn nhá. Ở bên này, đó, bên đó nó mới nhiều hơn. Rồi thả xuống là nó đớp rồi đấy. Đó, cá chép ăn, cá chép rừng mà tập trung rất nhiều các bạn.
ăn mà nhanh lắm. Cho em nó trổ tài một xíu đó, phao ăn luôn được các bạn. Đấy, nó thấy nó thích rồi, nó bảo chiều sẽ mang cần ra câu thêm. Anh em sẽ làm một món lướng ăn tẹt ga, gọi thêm đồng đội tới nữa hả? Nhiều anh em sẽ gọi đồng đội. Hết mồi. Chép đấy. Ném vào chỗ đấy luôn đi chứ nó quen ổ đi chị. Hết mồi. Cái mồi này nó thêm tí cơm nữa thì ngon nhỉ. Thêm cơm nữa để bắt cá chép này nó dễ hơn vì cá con nhiều á. Mình cho thêm tí cơm để nó quện. Này mà có run nhờ Vũ nhờ. À. Không, bữa trước anh câu run ăn mà. Hôm anh câu run thác lác ăn nhiều lắm. Rồi, đúng rồi. Thôi kéo vậy là cá con nó đuổi theo nó đớp mất đấy đấy. Này mấy con chuối tăm đấy là không kịp đớp đâu, cá con nó bu kín. Ở dưới nó có một lớp rong rêu nữa. Đụng mình câu thì cá có ăn. À, người em nó câu phát là phao đứng im luôn. Mà vẫn chùi tăm. Nó sợ hết mồi. Ba con rồi đúng không? Kiếm mấy chục con là đủ ăn. Hôm nay mình đi tưới thì cũng mang cả gạo cả song đấy các bạn. Để kiếm được con gì mà nấu cháo thì đúng bài thôi. Chiều nay thì tối nay mình sẽ để ý xem cái đàn gà rừng nó có về đây không. Nếu về đây thì mình sẽ bắt. Hết mồi. Mình cứ kéo kéo là cá con nó bu theo ấy, nó rỉa ngay. Mồi nó tơi. Ừ, nó không có đứng được ấy. Rêu ở dưới. Hết. À vẫn còn. Lên hàng. Wow, thế là nó đã thể hiện được bốn chú các bạn ạ. Mềm quá đúng không? Nên một con nữa các bạn. Bốn con. Chiều nay anh em mình có hàng để ăn rồi. Phẩm ngày hôm nay các bạn ơi. Từ lúc nãy là hai anh em câu rồi. Mới cá luôn các bạn này. Đó, dưới đây nữa này. Bây giờ mình sẽ mổ ra rồi làm thịt nó rồi tẹo đó. Thằng cô em nó mang cái chảo xuống đây rồi mình chiên nhá. Tối nay anh em mình sẽ có cái món cá chiên và cá lướng các bạn. Cá mình chiên cá thịt rồi các bạn này. Được một nồi cá nhá. Giờ mình đốt lửa đây. Hai anh em tối nay ở lại đây và đốt lửa nướng cá, nướng thịt. Rồi anh em mình dùng thôi. Rồi mình thấy đốt lửa. Tối đúng ấm luôn. Cái gì? Tị nó ngồi á? Tị lấy cái bạt chứ. Cái bạt xuống đây chảy chứ. Ở đây cái bàn đấy mà. Giờ bắt đầu mình lên thấy cái bạt. Xong bắt đầu là lên mấy cục đá để kê. Đó, anh em bây giờ chơi. À quên, nướng cá, nướng thịt các bạn. Cá thì chiên, thịt thì nướng. Nướng nhỏ thôi, chẳng có to đâu. Còn đấy là ăn nghe rồi. Anh em bây giờ em nó mang cái chảo mấy ít dầu xuống. Đấy, anh em bắt đầu chiên này. Cá thì mình đó. Chảo này có dẹt có bị bén không chung? Không, chưa thái. Và một miếng mỏng mỏng anh. Để trường cái này chảo nhỏ hơi lâu.
rồi chiến cá. Trên kia còn cái son ấy, cái son còn to hơn cái chảo này. Rồi vậy thôi, thì ta ăn đến đâu thôi, chưa đến đấy. Đó, ngon, cứ cá to mình chiên trước, đúng không? Muối đây. Ôi, cái chảo này bị bén à? Ôi, thế em nói để tao đốt lửa cho cháy to. Ê, ngồi sớm. Ở đây các bạn. Cháy rồi các bạn. Đưa vào lửa chiên lên rồi. Chưa biết có giòn hay không đây. Cái chảo là chảo bén. Ăn được hai cái chén à? Tao tính hai anh em chỉ có hai chén thôi. Để ăn rồi, cháu cần nữa đâu. Chị em chỉ bốc thôi, đó. Món cá, món thịt đã xong rồi các bạn ơi. Được một mẻ rồi nha. Đây này, cái đắng này mình bỏ ra ngoài. Đây các bạn nhìn ngon không này. Cá này các bạn. Dở mà ăn cũng khột khột. Ăn không lẻ ai. Cá các bạn. Thì cuộc sống thịt nướng này. Đó, đi đi hôm nay là anh em đi tới chiên đúng không? Rồi mình chiều tối nay tổ chức ăn luôn ở lại trận. Cá thì câu dưới ao, bây giờ là mang về ăn luôn. Cái muối này là muối gì Vũ nhỉ? Cái này lúc nãy nói là mua ở đâu? Tây Bắc hả? Chấm chẻo. Chấm chẻo. Mua tận Tây Bắc ấy các bạn. Một hũ này, hũ nhỏ 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 này mấy chục ngàn ấy. 25 ngàn. 25 nghìn. Đây. Chấm. Chấm chẻo. Chấm cả thế giới. Nghe ghê không? Bây giờ anh em mình sẽ vào bữa ăn các bạn ạ. Thì hôm nay cá thì đây, thịt thì kia. Tôi cả món cắn miệng luôn các bạn nhé. Còn vẫn đang chiên đây này. Rượu thì rượu lấy. Đó. Để mời các bạn cùng thưởng thức anh em mình nhé. Tụi mình đi dẫy thì tưới cà. Đó, cái thú vui của tụi mình ở hôm nay như thế này. Thì cũng mời anh em cùng thưởng thức bữa với tụi mình nhé. Thôi mời. Ăn đi chung ăn cơm. Ăn rồi. Ăn rồi mới xuống đây các bạn. Có thằng nó chơi ăn mạnh các bạn ơi. Còn hai anh em mình đây, hai thầu cơm này các bạn này. Ăn này lo đến sáng ngày mai. Cá thì đầy đủ. Đũa đâu nhỉ? Có cả rượu luôn đấy chứ. Đũa ấy. Đấy còn bát đây này. Ừ. Mà có rượu. Bát cho chung. Chung uống một bát luôn, rượu uống một bát luôn. Đã. Bát ta mang rượu phải uống đi. Cho ăn đi. Ăn chứ em, này. Anh biết rồi. Đeo chờ. Đây, hơi tối các bạn thông cảm nha. Mình cũng đói bụng rồi, chắc phải làm miếng thôi. Thôi chắc bây giờ mình xin dừng video tại đây các bạn nhé. Để... hẹn các bạn ở video sau nha.